À, hôm nay tôi sẽ ôn tập cho các em tiết tiếp theo của chương 3 và lại chương trình Phật nhất hai ảnh. Hôm trước cô đã có ôn cho các em một tiết rồi. Tuy nhiên để cho kiểm tra làm bài tốt thì cô sẽ phải ôn cho các em nhiều tiết. Và hôm nay cô ôn tiết tiếp theo. Cô giới thiệu các em là bài số 1 là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Và các em cũng đã biết là giải phương hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số thì có 3 dạng cơ bản. Dạng thứ nhất cô giới thiệu ở đây. Dạng em thấy ở dạng này là sẽ rơi vào khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ thực hiện phép cộng hay phép trừ đây. Như vậy các em thấy là đây là hệ số của biến x nó bằng nhau. Như vậy là hệ số biến x nó bằng nhau thì ta thực hiện phép gì nha? Ta thực hiện phép trừ đúng không nè? Như vậy thì ta thực hiện phép trừ. Ta thực hiện phép trừ từng vế ngay phương trình của hệ. Như vậy thì sau khi thực hiện phép trừ thì cô được một cái hệ mới tương đương. Như vậy ở đây chúng ta có hai x trừ hai x là hết rồi nè. Vậy 5y trừ cho 3y thì còn lại đây là 2y. Ở đây 11 trừ cho 9 thì còn lại là 2. Và chúng ta giữ lại một phương trình của hệ. Mấy em muốn giữ lại phương trình nào cũng được ha. Và giả sử như cô giữ lại phương trình ở trên là 2x cộng 5y bằng 11. Rồi, như vậy thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ tìm y từ phương trình ở trên. Chúng ta tìm được y xong chúng ta thế vào dưới chúng ta tìm x nhé. Như vậy ở trên là 2y bằng 2 thì chúng ta tìm được y bằng 1. 2y bằng 1 vào phương trình còn lại nha em. 2y cộng 5 nhân 1 bằng 11. Rồi tương đương tiếp. Ở trên là y bằng 1. Ở dưới chúng ta tìm luôn nha. Chuyển vế luôn. Chuyển vế ra kết quả luôn. Như vậy là chuyển sang bên đây. Vậy là bên đây là mình còn lại là 6. Như vậy thì tiếp theo mình sẽ được là thông thường khi cô dạy em thì cô nói là chúng ta được kết quả cuối cùng x chúng ta ghi trên y chúng ta ghi trước nha, để cho dễ nhìn. Thì ở đây là 2 x bằng 6 thì mình sẽ tìm được là x bằng 3. Ở đây là y bằng 1. Và cuối cùng chúng ta cần phải kết luận nghiệm. Bởi vì thi tuyển sinh lớp 10 á, thi tuyển sinh lớp 10 có một số năm thì mấy em làm đến đây á, là được điểm tối đa. Còn có một số năm á, thì mấy em phải là có cái câu kết luận thì người ta mới chấp điểm tối đa. Không kết luận là mắc không phải 25 điểm nha em. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận. Vậy hệ phương trình, hệ phương trình có nghiệm duy nhất, hệ phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 3, y bằng 1. Mấy em có thể kết luận bằng cái công thức nghiệm cũng được, tuy nhiên bằng ký hiệu cũng được. Nhưng mà tuy nhiên ký hiệu thì có một số em lại là ghi đúng, một số em ghi sai. Cho nên là cô cho mấy em cái kết luận này là kết luận bình thường, tất cả chúng ta đều ghi được. Rồi, cô giới thiệu mấy em dạng thứ hai của giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Vậy em quan sát bài tập số 2 cô gửi đến em. Em nhìn coi quan sát. Đầu tiên chúng ta giải hệ phương trình là chúng ta nhìn, chúng ta quan sát hệ số của ẩn x và hệ số của ẩn y để chúng ta coi coi là chúng ta giải bằng cái cách nào, giải bằng thực hiện phép cộng hay phép trừ. Ở bài số 1 thì em thấy là hệ số của biến x là bằng nhau, ta thực hiện phép trừ, bằng trừ nhé em. Vậy bên đây chúng ta nhìn hệ số của biến x là không bằng mà cũng không đối nha. Hệ số của biến y là ở đây là âm 4, ở đây là dương 4. Như vậy là hệ số này là đối nhau. Vậy đối nhau thì ta thực hiện phép gì nè? Đối nhau thì ta thực hiện phép cộng, bằng trừ đối cộng, nhớ nha. Rồi, thực hiện phép cộng. Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được nha. Ta được một cái hệ mới như thế này. Chúng ta cộng là cộng theo cột nhé. Cộng theo cột 3x cộng 2x là được là 5x. Hai số đối nhau thì tổng bằng 0. Tổng bằng 0. Như vậy thì bên đây mình có được là 7 cộng 3 là bằng 10. Rồi giữ lại một phương trình của hệ, chúng ta muốn giữ lại phương trình nào cũng được. Rồi giả sử như nãy cô giữ phương trình trên, bây giờ cô giữ lại phương trình dưới. 2x cộng 4y bằng 3. Rồi tương đương tiếp nha. Vậy ở trên mấy em có được là 5x bằng 10. Vậy chúng ta tìm x sẽ bằng là 2. Vì sao là 2 nè? 10 chia 5. X của mình sẽ bằng 2. Thay x bằng 2 vào phương trình còn lại. Chúng ta thay x bằng 2 vào phương trình còn lại để chúng ta tìm y. Thay vào phương trình còn lại, 2 nhân 2 cộng 4y bằng 3. Rồi tương đương tiếp. Rồi tìm được x bằng 2, ghi lại x bằng 2 nha. Rồi ở dưới tìm y.
Ở đây em có được là 4 nha. 4 chuyển sang phải, đây là trừ 4. 3 trừ 4 là âm 1. Âm 1 như vậy là 4 y bằng âm 1. Vậy chúng ta tìm được y luôn. Y sẽ bằng âm 1 phần 4. À, y sẽ bằng âm 1 phần 4. Và chúng ta kết luận bài số 2 tương tự như bài số 1. À, kết luận bài số 2. À, chúng ta sẽ kết luận bài số 2. Cô kết luận qua đây nha. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 2 y bằng âm 1 phần 4. Và chúng ta đã tìm được nghiệm của hệ phương trình là x bằng 2 y bằng âm 1 phần 4. Và chúng ta kết luận nghiệm của hệ phương trình ở bài 2 tương tự như ở bài 1 nha. Như vậy em thấy là hai cái bài căn bản và hai cái bài thật là cơ bản. Bài số 1 là hệ số của một ẳn nào đó bằng nhau. Bài số 2 là hệ số của một ẳn nào đó đối nhau. Vậy nếu mà không bằng không đối thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Cô giới thiệu với em tiếp theo là bài số 3. Rồi, cô giới thiệu với em là bài tiếp theo. Nếu mà hệ số của các ẳn mà nó không bằng không đối thì ta thực hiện như thế nào nhé? Bài số 3. Rồi, giải cho cô hệ phương trình sau đây. Rồi, chúng ta quan sát nha. Chúng ta quan sát hệ số của x ở đây là 5, ở đây là 1, không bằng không đối. Hệ số của y ở đây là 2, ở đây là âm 3, cũng không bằng không đối. Vậy nếu mà hệ số không bằng không đối thì cô hướng dẫn em làm sao nè? Là mình phải thực hiện phép gì tiếp theo? Phép nhân nha. Thực hiện phép nhân. Như vậy phép nhân, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân hai vế của một phương trình nào đó để chúng ta được hệ số nó bằng nhau hoặc nó đối nhau, thì chúng ta muốn thực hiện tiếp theo là phép trừ hay là phép cộng. Như vậy ở đây cô có ở trên đây là 5, dưới đây là 1. Như vậy thì hai vế của phương trình dưới đây cô sẽ nhân cho 5 để cô được hệ số nó bằng nhau nha. Ở dưới đây cô nhân hai vế cho 5, cô đánh dấu cho dễ nhớ. Nếu mà bạn nào nhớ thì ghi nhớ vào trong đầu, ở gần đánh dấu cũng được ha. Rồi, như vậy cô nhân hai vế của phương trình ở dưới cho 5, phương trình trên cô giữ nguyên 5x cộng 2y bằng 9. Phương trình dưới cô nhân 2 vế cho 5 thì cô sẽ được là 5x nhân vô nhé em, trừ 15y bằng, nhân vô nha, là được trừ 25. Vậy sau khi nhân vô rồi thì em thấy hệ số của biến x này nó bằng nhau. Vậy hệ số biến x bằng nhau thì ta thực hiện phép trừ nha. Đánh lúc trừ ở đây thì nhớ luôn. Rồi vậy trừ giống bài số 1 rồi đó em, giống bài số 1. Vậy 5x trừ 5x là hết nha. 2y trừ cho âm 15y thì sẽ được là dương 17y, sẽ được là dương 17y bằng, ở trên là 9 trừ cho âm 25 là thành 9 cộng 25 nha. 9 cộng 25 là 34. Rồi giữ lại một phương trình của hệ, em giữ lại phương trình dưới đây cũng được, giữ lại phương trình trên đây cũng được. Phương trình nào em thấy cảm thấy dễ thì mấy em giữ lại. Ở đây cô thấy dấu âm nhiều, cô không giữ, cô giữ lại phương trình trên đây dấu dương không cho anh dễ nha. Rồi cô giữ lại phương trình trên. 5x cộng 2y bằng 9. Rồi giải tiếp giống bài số 1. Ở trên là 17y bằng 34. Vậy cô sẽ tìm được y bằng 34 chia 17 là bằng 2. Cô làm rất chậm, em theo dõi cho kỹ nha. Rồi, y cô thế vào phương trình còn lại nha. 5x cộng 2 nhân với 2 bằng 9. Rồi, từ đó chúng ta giải tiếp. Ở trên y bằng 2 chúng ta giữ nguyên, không giải gì nữa hết, nhưng mà dời xuống hàng dưới cho dễ nhìn. Là y bằng 2. Ở đây chúng ta giải chỗ này được 4 nha em. 4 chuyển qua đây là trừ 4. 9 trừ 4 được 5. 5x bằng 5 và x của mình sẽ bằng 1. X của mình sẽ bằng 1. Và chúng ta kết luận tương tự như bài số 1 và bài số 2 nãy. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất nha. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
bằng 1 y bằng hai. Phương trình có nghĩa duy nhất là x bằng 1, y bằng 2. Còn một dạng nữa rất là khó, cô cũng đã có giới thiệu cho Miên rồi. Tuy nhiên nữa là để tiết sau cô sẽ hướng dẫn tiếp. Đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẳn phụ. Đặt ẳn phụ thì rất là khó nha. Và tiết sau thì cô sẽ hướng dẫn cho Miên tiếp. Còn bây giờ thì ở chương 3 có một cái dạng toán mà đối với em rất là khó, toán có lời văn á, gọi là toán đố. Mà cái thời nhỏ em học ở dưới lớp 3, lớp 4 là em cũng học toán đố rồi đó. Ở lớp 8 em cũng học toán đố, lớp 6, lớp 7 thì em cũng đều có học toán đố hết. Và kết thúc bài giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số ở đây. Bây giờ cô giới thiệu cho em tiếp theo là dạng toán đố, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Rồi, cô giới thiệu với em là bài tiếp theo, bài số 4. Nãy giờ mình giải 3 bài là giải hệ phương trình rồi ha. Giờ bài số 4 là toán đố. Toán đố chúng ta có nhiều dạng, dạng tìm số, rồi dạng chuyển động, rồi dạng vòi nước, rồi dạng công việc vân vân, rất là nhiều. Hôm nay cô giới thiệu với em là dạng chuyển động. Như vậy dạng chuyển động thì mấy em cần phải nhớ được công thức, phải nhớ được công thức của dạng chuyển động là chúng ta tính quãng đường là bằng công thức nào nè. Chúng ta tính quãng đường là bằng công thức là vận tốc nhân với thời gian. Và từ công thức quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian thì mấy em có phải suy ra công thức còn lại là muốn tìm thời gian thì chúng ta tính như thế nào. Ở đây muốn tìm thời gian thì mấy em sẽ lấy là quãng đường chia cho vận tốc. Và tiếp theo nữa, muốn tính vận tốc thì chúng ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Như vậy ba công thức này em cần phải nhớ. Và em có thể đọc kỹ đề giùm cô, đọc kỹ đề nha. Đọc kỹ đề: một xe máy đi từ thành phố Hồ Chí Minh, xe máy xe Honda nha em, đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, quãng đường dài 180 km. Cùng lúc đó một xe tải cũng khởi hành đi từ Cần Thơ đến thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là hai xe này đi cùng chiều hay ngược chiều em? Một xe máy là đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Rồi tiếp theo là cùng lúc đó một xe tải lại từ Cần Thơ khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dạng toán chuyển động ngược chiều. Rồi chúng ta đọc tiếp đời ha. Rồi sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Hai xe gặp nhau ở một cái vị trí nào đó trên đường, chứ người ta không có nói là gặp ngay chỗ chính giữa quãng đường của thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ nha. Rồi tìm vận tốc của mỗi xe. Biết rằng 1 giờ vận tốc của xe tải nhanh hơn vận tốc của xe máy là 20 km. Ví dụ như xe tải chạy là 50 km một giờ thì xe máy chạy bao nhiêu em? Nếu xe tải chạy 50 thì xe máy chạy bao nhiêu? Xe tải chạy nhanh hơn xe máy là 20 đấy. Nếu xe tải chạy 50 thì xe máy sẽ chạy là 30 đúng không? Chúng ta xem kỹ đài rồi đọc kỹ đề, phân tích đề. Dạng toán này chúng ta muốn làm dễ thì chúng ta phải vẽ cái sơ đồ ra. Chúng ta vẽ cái sơ đồ ra, vừa đọc đề rồi xong vừa vẽ sơ đồ, rồi chúng ta nghiên cứu coi đại lượng nào đã biết, đại lượng nào chưa biết, và coi coi đề bài người ta hỏi cái gì. Có 3 đại lượng: quãng đường, vận tốc và thời gian. Vậy chúng ta coi coi là đề bài ở đây người ta hỏi cái gì. Tìm vận tốc. Thông thường thì chúng ta sẽ giải trực tiếp, tìm vận tốc thì chúng ta sẽ gọi vận tốc ngay. Mấy em có thể là vẽ cái sơ đồ ra nha. Rồi, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ là 180 km. Rồi đọc thật kỹ đề để phân tích đề. Rồi hai xe chạy sau 2 giờ thì gặp nhau. Chạy sau 2 giờ thì gặp nhau. Như vậy thì xe nào chạy nhanh nhé? Mấy em nhìn coi cái đề, coi đề bài cho xe nào chạy nhanh. Xe máy đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Cần Thơ, đi hướng xuống Cần Thơ, xe máy chạy chậm hơn nè. Mỗi giờ vận tốc của xe tải nhanh hơn xe máy là 20 km. Vậy xe máy chạy chậm hơn. Như vậy mấy em nghĩ là hướng này là hướng của xe máy đi nè. Hướng của xe máy đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Cần Thơ. Hướng này là hướng của xe tải đi nè. Hướng xe tải đi từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xe tải chạy nhanh, xe máy chạy chậm. Như vậy thì hai xe gặp nhau ở vị trí có phải gần Cần Thơ được không? Xe máy chạy chậm. Như vậy thì xe tải chạy nhanh hơn
thì hai xe sau 2 giờ sẽ gặp nhau ở một cái vị trí chắc chắn không gần Cần Thơ được mà là gần Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tôi giả sử như hai xe nó gặp nhau tại chỗ này, sau 2 giờ thời gian của xe máy đi đến đây thời gian là 2 giờ, thời gian của xe tải đi là đến đây thời gian này cũng là 2 giờ, thời gian là bằng nhau đấy em. Nhưng mà em suy nghĩ coi quãng đường có bằng nhau không? Không. Quãng đường không bằng nhau bởi vì xe tải chạy nhanh hơn mà. Rồi vậy bây giờ giải cái bài này người ta kêu mình tìm vận tốc thì mình sẽ gọi vận tốc nhé. Rồi giờ bắt đầu gọi vận tốc, gọi vận tốc của xe nào trước cũng được, em gọi vận tốc của xe nào trước cũng được. Thì giả sử như cô gọi vận tốc của xe máy trước nha, gọi vận tốc của xe máy trước, em thích gọi xe máy trước hay xe tải trước cũng được, em tính vận tốc của mỗi xe. Ở đây là gọi vận tốc. Em thích gọi vận tốc của xe chạy nhanh cũng được, xe chạy chậm cũng được, hay gọi vận tốc của xe tải cũng được. Nói chung là em nào cũng làm cách nào là gọi vận tốc của xe tải cũng được ha. Gọi vận tốc của xe tải là x, đơn vị của vận tốc là km trên giờ. Điều kiện của x, suy nghĩ nha, suy nghĩ nha, đưa điền vào cho cô. Rồi gọi vận tốc của xe máy rồi đơn vị của vận tốc cũng là km trên giờ, điều kiện của y. Xe tải chạy nhanh hơn xe máy, vậy cô hỏi em nếu như xe tải mà chạy 20 km/h nó nhanh hơn xe máy là 20 mà nó chạy 20 vậy là xe máy có chạy không em? Xe máy tiên đúng không? Như vậy thì điều kiện chỗ này là vận tốc của xe tải phải là lớn hơn 20 và vận tốc của xe máy là xe chạy chậm chỉ cần là lớn hơn không là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục phân tích cái đề để chúng ta coi thiết lập được phương trình thứ nhất là gì đây. Rồi em nhìn lên hình nha, nhìn lên hình hai xe khởi hành ngược chiều sau 2 giờ thì gặp nhau tại một cái vị trí này. Như vậy cô hỏi em quãng đường của xe máy đi được cộng với quãng đường của xe tải đi được sẽ ra được quãng đường này. Quãng đường của xe máy đi được là như đây nè, quãng đường của xe tải đi được là như đây nè. Như vậy thì sẽ ra được là quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Như vậy thì công thức quãng đường là bằng cái gì nè? Cô đã nhắc vào trên đây, quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Vậy quãng đường xe máy thì bằng vận tốc xe máy nhân cho thời gian xe máy. Vậy theo điều kiện đầu ta có phương trình, hoặc là em ghi là theo đề bài ta có phương trình, hoặc là mấy em có thể ghi là vì hai xe đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ nên ta có phương trình. Có 3 cách để chúng ta ghi cái lời giải nha. Và cách đơn giản và cơ bản của mình sử dụng là theo điều kiện đầu ta có phương trình. Ta có phương trình. Phương trình của mình là sẽ là quãng đường của xe máy cộng quãng đường của xe tải thì ra được quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Quãng đường xe máy thì bằng vận tốc xe máy nhân cho thời gian xe máy. Vận tốc xe máy là gì? Vận tốc xe máy hồi nãy em gọi là y. Như vậy y nhân cho thời gian của xe máy mà nó chạy mấy giờ nó gặp xe tải nha. Chạy 2 giờ đúng không? Vậy nhân cho 2 cộng thời gian, xin lỗi, cộng quãng đường của xe tải thì bằng vận tốc của xe tải là x nhân thời gian của xe tải đến khi gặp xe máy cũng là 2 luôn. Như vậy nhân cho 2. Cái này là quãng đường của xe máy, còn đây là quãng đường của xe tải. Hai quãng đường này cộng lại ra quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Vậy quãng đường đó là 180. Ghi vậy nó không đẹp lắm em. Ghi vậy không đẹp. Ghi gọn lại, tôi ghi gọn lại nha, x nhân 2 là 2x, y nhân 2 là 2y bằng 180. Cô có thể cô đặt đây là phương trình 1, và đó là phương trình 1. Rồi tiếp theo, em nhìn điều kiện sau để chúng ta có phương trình thứ hai. Nhìn điều kiện sau là chỗ này nè. Ở đây là tìm vận tốc của mỗi xe, hồi nãy cô gọi rồi nha.
biết rằng mỗi giờ xe tải đi nhanh hơn xe máy là 20 km. Như vậy dựa vào cái điều kiện số 20 này để chúng ta có cái phương trình thứ hai. Hồi nãy chúng ta dựa vào điều kiện 180 rồi nha, giờ thì dựa vào cái điều kiện là số 20. Rồi và theo điều kiện sau ta có phương trình. Theo điều kiện sau ta có phương trình. Xe tải chạy nhanh hơn. Chạy nhanh là nhiều á, là cái số nó lớn hơn. Và chúng ta lấy số lớn làm sao với số nhỏ được ra được 20 nè. Lấy vận tốc của xe tải trừ cho vận tốc của xe máy thì ra được là cái số hơn kém là 20. Vậy vận tốc của xe tải hồi nãy mình gọi là x. Vận tốc của xe máy hồi nãy mình gọi là y. Lấy số lớn trừ số nhỏ nha. Thì ra được là 20. Đặt đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 ta sẽ có được hệ phương trình, mình giải hệ phương trình đó ra. Từ phương trình 1 và phương trình 2 thì ta có hệ phương trình. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 2x cộng 2t bằng 180. Phương trình thứ hai là x trừ y bằng 20. Cô nghĩ rằng là cái phương trình này là mấy em dư sức giải được. Cái hệ phương trình này mấy em dư sức giải được. Ở đây là hệ số của x, y không bằng nhau, cũng không đối nhau. Như vậy thì chúng ta có thể là nhân hai vế của phương trình dưới đây cho bao nhiêu nè. Nhìn lên hệ số này thì em biết là nhân hai vế của phương trình dưới đây cho 2. Còn nếu không em không thích làm phép nhân thì em làm phép chia. Phép chia thì chia hai vế của phương trình trên cho 2 cũng được. Nếu chia ở trên cho 2 thì ở đây là còn là x nè, ở đây là cộng y nè, ở đây còn lại là 90. Rồi vậy từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Vậy thì mình cùng nhau giải hệ phương trình này để cho biết coi là cái bài toán của mình nãy vận tốc của mỗi xe là bao nhiêu nha. Rồi tương đương tiếp. Rồi phương trình trên đây hồi nãy là cô hướng dẫn mấy em nhân rồi, giờ mình chia đi nha. Phương trình trên đây là chia là đánh dấu, chia hai vế cho hai. Thực ra là không đánh dấu cũng được, mấy em tự nhớ ha. Rồi trên đây là còn lại là x cộng y bằng 90. Cái đây là x trừ y bằng 20. Rồi tương đương tiếp nhé. Ở đây là mấy em thực hiện cái cộng cũng được và cái trừ cũng được. Hệ số của x bằng thì chúng ta thực hiện cái trừ, hệ số của y đối thì chúng ta thực hiện cái cộng. Mấy em thích thực hiện phép gì nè? Phép cộng đúng không? Rồi phép cộng. Tôi thực hiện phép cộng. Như vậy cộng lại thì ra được 2x nha. Rồi cộng y trừ y hai số đối là hết nè. Bằng cộng lại nhé em. Là bằng 110. Giữ lại một phương trình nào cũng được. X cộng y bằng 90. Rồi tương đương tiếp nha. Ở trên mà tìm được x sẽ bằng 55. Ở dưới đây là mấy em thay x bằng 55 vào đây. Còn phương trình còn lại mấy em tìm được y. Rồi làm tắt luôn nha. 55 chuyển qua phải là thành trừ 55. 90 mà trừ cho 55. Vậy mình tìm được là y. Y của mình sẽ bằng 35. 90 trừ 55 sẽ được là 35. Như vậy sau khi chúng ta tìm được giá trị xy rồi thì các em coi lại cái phần gọi hồi nãy của các em. Hồi nãy các em gọi và các em đặt điều kiện như thế nào để chúng ta coi cái nào thỏa mãn điều kiện thì chúng ta nhận, không thỏa thì chúng ta loại. Như vậy điều kiện hồi nãy mình dựa vào đề bài mình có điều kiện là x lớn hơn 20. Vậy ở đây x bằng 55 là thỏa điều kiện, chúng ta nhận ha. Ở đây thỏa, các em ghi thỏa điều kiện cũng được và ghi nhận cũng được. Rồi y hồi nãy là dựa vào đề bài em có được điều kiện là y lớn hơn không, và bây giờ ở đây là y là bằng 35, như vậy là cũng thỏa điều kiện luôn. Như vậy là hai giá trị này chúng ta nhận ha. Và bài này người ta cứ kêu mấy em là tính vận tốc của mỗi xe, thì sau khi mấy em tìm được x bằng 55, y bằng 35 thì mấy em trả lời. Chúng ta trả lời thì cơ bản thôi, chúng ta bỏ cái chữ gọi này, chúng ta ghi như phần như vậy. Gọi vận tốc của xe tải là x thì bây giờ bỏ chữ gọi ghi vô vậy. Vậy vận tốc của xe tải là x tìm bao nhiêu thì lắp vào đây nha. Rồi trả lời vậy. Vậy vận tốc của xe tải là 55 km trên giờ. Rồi tiếp theo là vận tốc của xe máy là 35 km trên giờ.
Như vậy thì cái dạng toán đố này anh em phải nhớ là đọc thật kỹ đề. Nếu như là dạng toán chuyển động thì anh em là nhớ vẽ cái sơ đồ ra, và chúng ta phải nhớ là khắc ghi lại cái công thức ha. Rồi thông thường đề bài hỏi cái gì, hỏi cái đại lượng nào thì chúng ta sẽ gọi trực tiếp đại lượng đó, ít khi chúng ta gọi gián tiếp lắm. Chẳng hạn như mà có mà dòng nước xuôi dòng ngược dòng thì có thể anh em gọi là gián tiếp, nhưng mà đối với dạng toán này thì chúng ta gọi trực tiếp nha. Rồi tôi giới thiệu với em đây là bài toán đố thứ hai. Bài toán đố thứ hai này về nhà mấy em làm nhé, về nhà mấy em làm. Đây cũng là dạng toán chuyển động, tuy nhiên mấy em đọc đề thật kỹ đề coi là chuyển động cùng chiều hay ngược chiều. Hồi nãy tôi hướng dẫn em một bài rồi là chuyển động ngược chiều nha. Rồi đọc kỹ đề bài. Hai người ở hai địa điểm A và B. Ở hai địa điểm A và B. Ví dụ như cô ở Trấn Phú Hòa, mấy em ở Bến Cát. Hai địa điểm A và B cách nhau 3,6 km. Khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều. Đi ngược chiều ha. Đi ngược chiều và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2 km. Nếu cả hai giữ nguyên vận tốc như ban đầu, như trường hợp ở trên á, nhưng người đi chậm hơn, xuất phát trước người kia 6 phút thì họ sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường, tính vận tốc của mỗi người. Ở đây thì em có phải gọi là người A, người B cũng được, hoặc là em có phải là gọi người đi nhanh, người đi chậm cũng được. Em gọi sao mà cho em dễ ghi, dễ làm mà được ha. Như vậy thì ở đây bài này nó hơi khó hơn bài hồi nãy chút xíu nha. Bài hồi nãy là không có xuất phát trước, xuất phát sau gì hết, mà xuất phát cùng một lượt và gặp nhau sau 2 giờ. Còn bài này ở khúc đầu là hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6 km khởi hành cùng một lúc. Vậy ngay chỗ cái lúc này nè, ngay chỗ khoảng đó là em được có được phương trình thứ nhất đó. Rồi đến ngay chỗ là nếu mà cả hai giữ nguyên vận tốc như trường hợp ở trên, nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút, thì đến ngay chỗ này thì em lại có phương trình thứ hai. Vậy cô chỉ gợi ý thôi nha, cô gợi ý rồi mấy em làm, cô không ghi chi tiết nha. Ở đây người ta kêu tính cái gì, kêu tính cái gì thì mình sẽ gọi cái đó. Ở đây người ta kêu mình là tính vận tốc, tính vận tốc của mỗi người. Như vậy thì bây giờ cô gọi vận tốc, cô gợi ý thôi nha em. Gọi vận tốc của người đi nhanh là is, đơn vị là km giờ. Tiếp theo là gọi vận tốc của người đi chậm là y, đơn vị là km giờ. Cái này là cái gợi ý coi như là công ty người nhé nha. Rồi em xem cái gợi ý này, và chúng ta đặt điều kiện nè, chúng ta đặt điều kiện, đặt điều kiện is như thế nào, y như thế nào. Ở đây người ta nói người đi nhanh, người đi chậm thôi, chứ người ta không nói nhanh hơn bao nhiêu và chậm tới bao nhiêu. Cho nên là điều kiện của chúng ta chỉ cần là ít của mình là lớn hơn không, ít của mình chỉ cần là lớn hơn không, y của mình cũng chỉ cần là lớn hơn không. Tuy nhiên mà em như vậy thì nó sẽ chưa chính xác. Nếu ít lớn hơn không mà ít bằng 15, y lớn hơn không mà y bằng 20 là không ổn rồi. Là bởi vì người đi chậm sau 20, người đi nhanh sau 15 nữa. Cho nên phải kèm thêm điều kiện là is lớn hơn y nha. Như vậy thì chúng ta có thể ghi gọt is lớn hơn y lớn không cũng được nha. Rồi em nhìn lên cái sơ đồ này, tôi dễ cho em dễ nhãn ha. Từ A đến B là 3,6 km. Rồi hai người đi mà cách A ở một vị trí là 2 km. Cách A vị trí 2 km. Vậy cô giả sử như đây, cái quãng đường này sẽ là 2 km, hai người gặp nhau tại chỗ này nè, còn quãng đường còn lại là bao nhiêu nè, cả quãng đường AB là 3,6 thì quãng đường này là 2 km, thì quãng đường còn lại sẽ là 1,6 km. Rồi vậy bây giờ em có quãng đường của người đi nhanh là quãng đường của người đi từ A đi ha, quãng đường của người đi chậm là quãng đường của người đi từ B. Em có quãng đường rồi nè, em có gì nữa đây, em có vận tốc rồi nè, thì từ đây em sẽ suy ra được cái gì? Có quãng đường, có vận tốc thì sẽ suy ra được là thời gian. Thời gian hai người đi như thế nào? Khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều và gặp nhau, và họ đi thời gian bằng nhau mà không biết đi bao nhiêu tiếng. Vậy thời gian của người đi nhanh, thời gian của người đi nhanh sẽ bằng thời gian của người đi chậm. Đi nhanh đi chậm là vận tốc thôi em, chứ không liên quan gì tới thời gian. Vậy thời gian là sao? Thời gian là bằng quãng đường chia cho vận tốc. Quãng đường của người đi nhanh là bao nhiêu? Là 2. Như vậy thì em sẽ có là 2 chia cho x
và lấy quãng đường của người đi nhanh chia vận tốc của người đi nhanh. Tiếp, thời gian của người đi chậm thì lấy quãng đường của người đi chậm là 1,6 chia cho vận tốc của người đi chậm là t. Đây là phương trình thứ nhất. À, đó là phương trình thứ nhất. Rồi, phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai, em đọc tiếp chỗ này. Nếu cả hai cùng giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên, giữ nguyên vận tốc là người đi nhanh vẫn đi nhanh mà người đi chậm thì vẫn đi chậm chứ không thay đổi gì hết. Nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút. Xuất phát người đi hơn trước người đi nhanh 6 phút. Vậy cô giả sử như người đi chậm mà đi 26 phút thì người đi nhanh sẽ đi là bao nhiêu nha? Người ta xuất phát trước 6 phút vậy họ đi 26 phút. Vậy người đi nhanh họ sẽ đi chỉ là 20 phút thôi. Như vậy theo điều kiện sao vậy mấy em lấy thời gian của cái người đi chậm. Mấy em làm sao? Trừ cho thời gian của người đi nhanh sẽ ra được là 6 phút. Tuy nhiên 6 phút chúng ta phải đổi ra giờ. 6 phút phải đổi ra giờ. Ta đổi 6 phút ra giờ nha. 6 phút đổi ra giờ thì có một số bạn này bấm máy tính, còn không bấm máy tính thì chúng ta đổi bình thường 1 giờ có 60 phút lấy 6 phần 60. 6 phần 60 thì chúng ta rút gọn sẽ được là 1 phần 10. Chúng ta đổi ra giờ. 6 phút đổi ra giờ là 1 phần 10. Rồi như vậy là theo điều kiện sao ta có được cái phương trình thứ hai là phương trình gì nè? Lấy thời gian của người đi chậm nhiều hơn thời gian của người đi chậm. Họ đi chậm cho nên họ đi nhiều thời gian hơn, mà nhiều hơn là nhiều hơn 6 phút á. Trừ được cho thời gian của người đi nhanh sẽ ra được 6 phút. Mà 6 phút mình đổi thì ra được là 1 phần 10 á. Rồi chúng ta ráp công thức vô nha. Thời gian thì bằng cái gì? Thời gian thì bằng quãng đường chia cho vận tốc. Nhưng mình lưu ý, nếu cả hai giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên, nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút thì họ sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường. À, vậy ở chính giữa quãng đường là đây. Như vậy chính giữa quãng đường thì bây giờ quãng đường của người đi nhanh là bao nhiêu em? 3,6 chia 2 là 1,8. Quãng đường của người đi chậm tại họ xuất phát trước cho nên là họ mỗi lượt đi đến đây thì chỗ này cũng là 1,8. Rồi, như vậy thì chúng ta ráp vào công thức đây nha. Thời gian người đi chậm trừ thời gian người đi nhanh bằng 1 phần 10. Thời gian thì bằng quãng đường chia cho vận tốc. Quãng đường của người đi chậm là 1,8. Rồi, vận tốc của người đi chậm là y trừ thời gian của người đi nhanh và lấy quãng đường của người đi nhanh là 1,8. Vận tốc của người đi nhanh là x. Ra được là 6 phút đổi ra giờ là 1 phần 10. Đặt đây là 2. Từ 1 và 2 em có hệ phương trình. Em giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế cũng được hay là bằng phương pháp đặt thẳng phụ cũng được. À, ở đây em thấy là đây là 2 phần x. Chúng ta chuyển vế luôn nha. Trừ 1,6 phần y sẽ bằng 0. Ở đây là 1,8 phần y trừ 1,8 phần x bằng 1 phần 10. Mấy em để như thế này, mấy em giải sẽ dễ bị nhầm lẫn đó nha. Cho nên là mấy em chuyển cái x này lại đằng trước đi. Khi mà chúng ta có hệ, chúng ta chuyển x này lại đằng trước, chuyển y lại đằng sau, rồi chúng ta sẽ đặt thẳng phụ, chúng ta giải. À, như vậy thì về nhà mấy em làm tiếp bài này cho cô. Rồi, làm rồi xong rồi so với điều kiện của đề bài để chúng ta kết luận nhé. Rồi, chúc các em học thật là tốt. À, xin chào tạm biệt các em.